ba tướng mũi ở đàn ông giàu có. Thứ nhất là sơn căng đại đặn. Trong nhân tướng học, một người đàn ông có sơn căng đại đặn, không có sẹo hay nốt ruồi lớn sẽ là người có trí thức tốt, có khả năng phán đoán vượt trội hơn người. Trong cuộc sống, họ là người dễ gặp may mắn, luôn có quý nhân phù trợ. Sức khỏe của họ cũng không gặp vấn đề nên sự nghiệp thuận lợi và đường đời gặt hái được nhiều thành công. Thứ hai là sống mũi thẳng và cao. Nam giới có sống mũi thẳng và cao. Thẳng thường là những người đàng hoàng, chính trực, đáng tin cậy. Đối xử tốt với những người xung quanh, họ dễ được thu hút với sự chú ý của người khác, cũng dễ được sự yêu quý và tạo dựng những mối quan hệ bền chặt và vững vàng. Thứ ba là tướng mũi trâu. Một người đàn ông sở hữu tướng mũi trâu là kiểu mũi có chốc to, đầy đặn, nhưng lỗ mũi lại không bị lộ ra ngoài. Những người này thường là những người tự tin, chăm chỉ, quyết đoán, cẩn thận. Cũng nhờ vậy mà họ sẽ có được cuộc sống viên mãn, đầy đủ, sung túc. Người tướng mũi trâu cũng là người có sức khỏe tốt, thường sống trên 80 tuổi. Cuộc sống hiển vinh, con cháu đều hề. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này?